Anh đâu rồi? Ủa, cái Minh đang tắm hả con? Tắm xong mình đi làm cái này với bố nghe. Hello. Yeah. Đi đâu? Tí không biết mình đi đâu không? Chắc đi siêu thị. À, nhớ mà chiếc bò nó trồng cái gì không? Trồng cái hành. À ha, hôm nay tí sẽ trồng cây sả. Ok. Và tí sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái cây sả của tí, ok? Ok không? Bây giờ biết làm gì không? Ok, tôi sẽ chỉnh cho, ok.